Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2018, cửa hàng đang test một cặp loa Sequin Vega VS120 để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Vâng, cặp loa Sequin Vega VS120 mới về cửa hàng Âm Thanh Thế Hạnh trong buổi tối ngày 13 tháng 10. Vâng, ngày hôm nay thì cặp loa cũng đã có chủ. Vâng, cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ni Sansui Alpha 607 Extra với một chiếc đầu CD Marzahn 72 màu đen. Vâng, cặp loa Sequin Vega được sử dụng 3 đường tiếng 1 bát 30, một chung một chép titan, có thùng màu mận rất là đẹp. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau bài test này thì cửa hàng sẽ đóng gói và 4 giờ 30 phút sáng mai. Sáng sớm cửa hàng sẽ gửi xe khách cho vị khách đến từ Hà Nội. Vâng, cặp loa Sequin Vega của ngày hôm nay, cửa hàng xin test gửi anh Đỗ Hữu Khu. Anh có địa chỉ là 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, thành phố Hà Nội. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh Khu rất nhiều. Anh đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng và lựa chọn cho mình cặp loa mới về VS120. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm. Vâng, xin mời anh Khu cùng vào thẩm âm sản phẩm của mình đã lựa chọn bên cửa hàng Âm Thanh Hạnh. Vâng, trước khi gửi hàng cho anh thì cửa hàng sẽ quay chi tiết thùng vách của cặp loa. Vâng, còn rất là đẹp. Bụi bẩn thì cửa hàng chưa vệ sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.